Dân mạng xôn xao trước cảnh Hồ Văn Cường tươi cười, nhảy cực sung bên cháu ngoại cố ca sĩ Phi Nhung. Sau gần 2 tháng Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm, con gái ruột của nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh clip về mẹ như một cách tưởng nhớ và lưu giữ kỷ niệm. Mới đây nhất, vào ngày 25 tháng 1, trên trang fanpage cá nhân, Wendy đã cập nhật đoạn clip với sự góp mặt của bé Nathan, con trai đầu lòng của cô, cùng Hồ Văn Cường, Phi Nhung. Mở đầu, Nathan chia sẻ rõ ràng về nội dung chính của clip. Dạ, con tên là Nathan. Con không biết sao mọi người đã tìm được con trên kênh YouTube, nhưng đã tìm được con thì chia sẻ những kỷ niệm về con và bà ngoại Phi Nhung của con. Con mong mọi người thích video của con. Tuy nhiên, cư dân mạng lại đổ dồn vào sự chú ý vào Hồ Văn Cường. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ nhí nhảy nhót đầy phấn khích bên cháu ngoại Phi Nhung trong một buổi biểu diễn của cố ca sĩ tại Việt Nam. Có thể thấy cả hai đều vô cùng hào hứng, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đây cũng là những hình ảnh hiếm hoi có sự góp mặt của Hồ Văn Cường cùng cháu ngoại cố ca sĩ Phi Nhung. Ngay khi đăng tải, đoạn clip trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hồ Văn Cường kia, hiếm khi thấy cậu bé cười toe toét như thế. Úi Cường, nhìn em tươi cười như vậy thật là thích. Nhớ Phi Nhung quá, những khoảnh khắc đẹp thế này cần được chia sẻ nhiều hơn. Cháu Phi Nhung với Hồ Văn Cường nhảy cưng ghê. Được biết, kể từ khi thời điểm nổ ra lùm xùm liên quan tới vấn đề tiền cắt xê với mẹ nuôi và được phía công ty giải quyết ngay sau đó, nam ca sĩ cũng đóng băng các tài khoản mạng xã hội và không có thêm bất kỳ bài đăng nào. Gần đây, khán giả đã bắt gặp Hồ Văn Cường khi biểu diễn trong chương trình Ngày hội tri ân nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 tại trường đại học mà cậu bé đang theo học.